Khi đi học, thầy cô luôn căn dặn chúng ta là phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh trước mọi sự việc diễn ra trong đời. Không nên trộm cắp. Hãy nên giữ cho mình một cái đầu lãnh. Gì cơ? Chưa bao giờ thấy thầy cô nói như vậy á? À, bạn đã chắc chưa? Được. Hào á. Đó là một phép so sánh. Chứ cái đầu chỉ lạnh khi chúng ta từ bỏ cuộc chơi trên server này. Lợi ích khi có một cái đầu lạnh: tiết kiệm dầu ở đâu? Nhà thì không cần sắm điều hòa. Và đặc biệt là luôn có những quyết định sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Cơ chế để chúng ta chốt một quyết định và thực hiện một việc gì đó thì tương đối là phức tạp. Nhưng nếu bạn hiểu quy trình này, bạn sẽ có một cái đầu lạnh. Ui giời ơi. Bộ não của chúng ta được chia làm 3 phân tầng dựa trên 3 giai đoạn tiến hóa của loài người. Não bò sát, phần bản năng, được coi là cấu trúc tổ tiên, điều chỉnh các chức năng quan trọng của chúng ta. Các hành vi bản năng liên quan đến sự sống còn của từng cá nhân, như là ăn, ngủ, nghỉ, yếu, hoặc là đi ngủ nhưng lại không để ngủ. Chúng thường đưa ra quyết định và hành động nhanh chóng và tuân theo bản năng để đảm bảo sự sống còn của thân chủ. Còn nhớ chưa? Não thú phát triển mạnh ở các loài động vật có vú. Chúng có khả năng ghi nhớ lại những liên kết giữa nhân và quả đã xảy ra trong quá khứ và dùng các ký ức này để đánh giá tình huống ở hiện tại. Đơn giản hơn mà ta hay gọi thì đó là kinh nghiệm. Não người thiên về lý luận tưởng tượng. Đây là lớp ngoài cùng, chiếm phần lớn thể tích của não bộ. Chúng chịu trách nhiệm về các hoạt động bậc cao như ngôn ngữ, lý luận, tư duy trừu tượng, tưởng tượng, ý thức cùng khả năng học hầu như không giới hạn. Just do it. Thông thường trước khi đưa ra một quyết định, thông tin sẽ lần lượt đi từ não bò sát đến não thú, rồi mới tới não người. Tùy tầm quan trọng ở mức độ cấp bách mà nó sẽ trôi và động lại ở tầm 1, 2 hoặc là 3. Hầu hết mọi người đều quyết định đa phần mọi thứ ở phân tầng 1 và 2. Để có một cái đầu lạnh, quyết định thì đều phải được cân đong đo đếm, loại bỏ những chướng ngại của loài vật. Phần ưu nhược thiệt hơn ở phần não người. Nữ thì mình không có rõ, chứ ở nam, đầu trên nóng thì có thể hãm để lạnh, chứ đầu dưới mà nóng thì thôi. Hình như là anh bị cảm rồi. Ừ, anh sao vậy? Có làm sao không anh? Cảm thấy nhớ em. Anh đau đầu chóng mặt mà buồn nôn, chúc mừng bạn sắp thăng chức. Đau đầu chóng mặt mà lại ho có đờm thì chuẩn cơm mẹ nấu, khả năng cao là bạn bị cảm. Mùa này rất dễ bị cảm vì trời nắng cực nên các bạn nam dễ bị cảm nắng. Trời ơi. Ít nhiều thì các bạn cũng đã từng bị cảm, cái bệnh khiến chúng ta có sức hít và trở nên hay ho. Thế có biết vì sao, bằng cách nào và từ đâu bị sổ mũi hay ho có đờm hay chưa? Video này sẽ giúp bạn hiểu điều ấy trong 2 phút. Đờm là chất nhầy được tạo ra từ niêm mạc đường hô hấp, có tác dụng làm ẩm và bắt giữ bụi bẩn, vi khuẩn ở trong không khí khi hít vào. Nhưng khi tăng tiết quá mức, đờm sẽ có xu hướng đậm đặc, tạo cảm giác vương víu khó chịu ở cổ họng. Tức là sao? Tức là luôn có đờm trong niêm mạc. Khi bạn ốm, đờm sẽ được sinh ra nhiều hơn nên nó hành bạn kiểu. Tùy vào độ đậm đặc của đờm mà chúng có màu sắc khác nhau, từ trắng đục cho tới màu xanh ra trời. Màu đỏ thì nên đi khám chứ thắc mắc cái gì. Tổng quát thì đờm gồm chất nhầy, hồng cầu, bạch cầu mủ, các chất độc tấn công đường hô hấp. Nếu nó trong suốt thì nó chứa nhiều nước protein, kháng thể và một số muối bão hòa để làm trơn và giữ ẩm cho hệ hô hấp. Đờm màu vàng hoặc xanh lá cây là dấu hiệu cơ thể bạn đang chống lại nhiễm trùng. Đờm có màu hồng hoặc đỏ, máu là nguyên nhân gây ra màu hồng hoặc đỏ. Đờm có màu nâu thường là máu cũ, giống màu rỉ. Đờm có bọt là dấu hiệu của bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, vân vân. Đây là lá chắn bảo vệ hệ hô hấp. Tùy mức độ màu sắc mà bạn có thể ok I'm fine hoặc thôi em bye. Nếu thấy lạ quá thì nên đi bác sĩ. Đờm thì có nhiều màu sắc các kiểu các thứ, nhưng để khạc được nó ra giúp chúng ta dễ thở thì không phải ai cũng biết cách làm. Này để mình chỉ cho. Này thì mình cũng mới biết. Ngồi thẳng lưng, mở nhạc của Bảo Remix, sau đó hít sâu nhẹ nhàng, thở ra vội vàng, lặp đi lặp lại tầm 3-4 lần. Khi mà cảm giác đờm đã tích đủ và dồn hết lên vòng họng thì cũng hít sâu, nhưng lúc thở ra thì ho và khạc mạnh. Khéo léo di chuyển lưỡi và đẩy ra ngoài. Nghe thì kiểu đơn giản, nhưng đây là một kỹ năng tương đối khó. Chúc các bạn thành công. Nghiện là tính từ chỉ về sự lạm dụng, sự lặp lại liên tục và hành vi bất chấp hậu quả xấu. Nghiện là dở dối. Về bản chất thì nó có thể tốt, nhưng vì không điều độ, hoạt động không thể kiểm soát dẫn tới hậu quả. Một vài thì nó lại cho ra kết quả như là nghiện đọc sách, nghiện chạy bộ, nghiện game. Phần đa khi nói đến nghiện, mọi người sẽ nghĩ đến ngay việc lạm dụng chất kích thích. Ui giời ơi. Trong video hôm nay sẽ là một cơn nghiện mới nổi ở châu Á. Không hề có chất kích thích, điều độ thì tốt, chứ mà đã nghiện thì là giả rồi nha.
Nghiện làm đẹp, thoạt nghe thì nó khá là healthy, nhưng từ làm đẹp ở đây phải để trong ngoặc kép. Làm đẹp ở đây là làm phẫu thuật thẩm mỹ như một cơn sóng, nhưng nó lại không bắt đầu từ gió mà bắt đầu từ đất nước. Ở đó họ dùng quốc để trong mặt trời. Thăm ngàn là Hàn Quốc. Sóng này đổ ập vào Việt Nam vài năm trở lại đây, khiến các chị em có thể dễ dàng khắc phục được những nhược điểm từ thủ lọt lòng. Nhưng như khối Rubik có nhiều mặt, phẫu thuật thẩm mỹ cũng y vậy. Chi phí thì cao, lại còn đụng chạm dao kéo thì rất là phiền phức, phải trải qua rất là nhiều bước, mất nhiều thời gian làm và sau thời gian làm. Nhưng đã có giải pháp cho tất cả, là phẫu thuật không xâm lấn. Nói trắng ra thì là tiêm silicone, filler, các chất làm đầy vào cơ thể bằng một mũi kim. Filler là phiên bản thứ hai của silicone, chúng ưu việt và an toàn hơn, ít biến chứng hơn và gần như là không độc hại. Mục đích thì vấn đề là tăng thể tích cho vùng da được tiêm, khắc phục tình trạng chảy xệ, làm đầy các khuyết điểm và giúp khuôn mặt cân đối, khắc phục các nếp nhăn trên khuôn mặt, trả lại vẻ ngoài trẻ trung, hoặc chỉ đơn giản là làm căng bóng da, thon gọn gương mặt. Nếu chọn đúng loại filler được cấp phép thì không việc gì phải lo. Phần lo này nên để dành cho người trực tiếp tiêm filler vào cơ thể của bạn. Ai mà biết được cái người cầm kim kia là người được đào tạo bài bản hay chỉ được tạo bản copy bài. Chỉ cần một động tác không kiểm soát gây chèn ép mạch máu, biến chứng là điều không thể tránh khỏi. Thực tế thì đã có rất nhiều ca như vậy. Nhẹ thì sưng môi, mưng mủ, nặng hơn nữa thì là hoại tử, thậm chí dẫn đến mù cả mắt, tiền mất tật mang. Làm đẹp mà bây giờ thấy tiền mất tật mang bị kham luôn cả cơn hoảng loạn là những thứ nên đặt vào trước bàn cân khi bạn chọn một cơ sở thẩm mỹ nào đó. Với các bạn nam khác thì mình không biết, với mình, người con gái hấp dẫn và cuốn hút nhất là người con gái có trí tuệ.